Alo em, chào em quay trở lại kênh của mình nha. Thì ngày hôm nay là ngày mùng 2 rồi em ơi, mùng 2 Tết Tây à, và cũng là ngày thứ 6 của cái event tuần 2, cái con Conan chiến sinh ha. Rồi thì ngày hôm nay là cái ngày định mệnh cho anh em đó, thì cũng đã thông báo cho anh em luôn cả cái sự kiện ghép chữ của mình luôn. Thì hiện giờ đang thiếu hai chữ anh em ơi, hai chữ N, mà ngày hôm nay thì xả đợt Rio cuối cùng anh em để mà lấy chữ. Bữa giờ là nói chung là cũng xả túc tắc nhưng mà nó không ra nổi anh em ơi, không ra nổi một chữ N nào cả anh em, giống y chang như vậy, như là nó làm khó mà nó bắt mình nạp tiền vậy đó anh em đó. Nên là ngày hôm nay sẽ xả cái đợt cuối thư. Thư mình thì đây nó trừ 1.500 thư rồi nè, đang còn có 700+ nhiệm vụ thôi. Thì nếu mà ngày hôm nay mở không ra được chữ N á thì nạp nha anh em, nạp nha, thiếu chữ nào nạp chữ đó, lấy cái hình nộm về đó để mà build lên test rồi các thứ cho anh em xem, để anh em chốt hạ luôn cái quá trình chơi chữ của cái event tuần này nha. Rồi nói chung là nạp cũng không có mong muốn nạp đâu anh em ơi, nhưng mà tờ chơi tới đây rồi mà nó không ra nữa phải nạp thôi. Hôm nay gần là ngày cuối rồi ha. Sợ ngày cuối nó không bán nữa thấy mẹ luôn. Rồi thì ngày hôm nay thì nó cũng đã không có bán những cái gói ưu đãi ngày hôm qua anh em ơi. Ngày hôm qua nó bán mấy cái gói mà ví dụ như là mấy cái gói mà có mấy cái ứng làng cỏ rồi cái thứ đó anh em. Trời ơi nó ngon thực sự luôn anh em. Mình đang tính nạp nhưng mà ai về đâu mà nó không có bán nữa anh em ơi. Bán đúng có ngày một à. Trời ơi làm tiếc ghê á. Hiện giờ đang có event tích nạp nha anh em. Đó, nên là anh em nào mà nạp á, ngày hôm qua là tiếc mỗi cái gói mà có làn cỏ thôi. Đó mình đợi ngày hôm nay có ít, bởi vì ngày hôm qua mình có nạp cái gói chữ rồi đó anh em. Mà mở không ra chữ mới đau chứ. Ngày hôm qua có mở có nạp cái gói chữ rồi. Nhưng mà nạp gói 360k đó anh em thì cũng được hai chữ nữa. Đó thì cũng đã ăn full cái ngày hôm qua rồi. Ngày hôm nay tính có, nếu mà nó có cái gói đó nữa thì nạp thêm anh em, nạp thêm để ăn luôn mấy cái sự kiện tích nạp đó. Nhưng mà nó không có ra nữa anh em ơi. Thì ngày hôm nay chúng ta chơi tích chơi chữ nha. Rồi để gom Rio lại. Ôi ôi 29.000 gần 30.000 Rio em ơi. 1.500 thư á nha anh em. 400 xu vòng quay nè. Rồi giấy thách đấu với lại cuộn chiêu mộ đặc cao cấp đồ các thứ nè anh em. 29.000 Rio ha. Rồi bây giờ xả hết cái đống Rio này. Coi coi được bao nhiêu chữ N. Tính tiếp nha anh em. Mình sẽ mua 5 mở 5 nha. Ôi ôi nó ra được nói chung là vẫn hy vọng nó ra luôn cả mát chữ luôn nha anh em. N yeah, một chữ. Ồ nhiều khi là đủ luôn, khỏi cần nạp luôn nha anh em. Ê rồi vậy là biết là chắc chắn là mình sẽ nạp tầm một chữ thôi, cỡ 180 thôi là đủ rồi, 180k là đủ rồi. Ây da, không biết ngày hôm nay hình nộm có về với mình hay là không. Oh man, được đúng chữ N anh em ơi. Còn 19.000 Rio, không sao không sao, cố lên cố lên, còn mua được tính ra là còn mua được tầm cỡ chừng hai lần nữa chứ mấy anh em, thiếu một chút Rio là mua 3 lần. Để từ từ nha anh em, rung quá rung quá. N my god, không ra rồi, ra được đúng chữ anh em ơi. Thôi nói chung là cũng được đi, tạm ổn đi. Rồi rồi 6479, thiếu một chút Rio để mà mua cái chữ cuối anh em nhờ. Rồi tiếp tục nha. N no, không thể như thế được, không lẽ bây giờ là phải nạp thêm một chữ N sao anh em ơi. Ơi ơi còn một xíu thôi anh em ơi là được 49 chữ rồi đó. Bây giờ mà mở một chữ nữa là đủ ha, mà nó không cho anh em ơi, nó không cho, không lẽ bây giờ nạp anh em, còn thiếu có một chữ mà bây giờ nạp thì nó hơi phí anh em nhờ. Mà sợ ngày ngày mai bây giờ thì Rio của mình thì nói chung là chắc là xả một ít nữa anh em nhờ. Bây giờ phải mở ra thêm thì mới ra anh em ơi. Rio thì bây giờ thiếu một chút nữa để mình coi còn cái nguồn nào để mà kiếm Rio hay không đây anh em. Có anh em ơi, phí âm dương. Ngày hôm nay đi âm dương luôn nha anh em. Đi ở bên cái Sasuke để coi có nó có cho Rio hay không anh em. Hình như là có đấy, theo mình nhớ là có sao, hình như không. Ủa không có mấy ông. Không có Rio lại. Không lẽ là đi đánh boss ta? Đi đánh boss đó anh em ơi. Anh em đợi mình tí nha, để mình lụm cái con boss Akatsuki này luôn nha anh em, để lấy một chút Rio về mở chữ N nha. Tưởng lâu lắm anh em, ai về đâu, mỗi con liêm một ống, mỗi con liêm một nhát là xong anh em. Bây giờ tới boss Akatsuki nè. Đây, đây là cái team đánh của mình nha anh em. Đó, một nhát một, trời ơi. Xong luôn. Ôi, Akatsuki một nhát một xong luôn anh em. Ồ, nãy quên coi đam của thằng Na cũng vĩ anh em nhờ. Quên có đam anh em ơi, nó lụm một cái là chết sạch sẽ hết luôn rồi nè. Wow. Rồi vô lấy thêm Rio nha anh em.
Bên này thì đây chúng ta có 50 cái ví Naruto. Pha này là phải ra N chứ không ra thì chả biết đường nào mà lần anh em ơi. Đấy, Rio về quá trời nè. Bây giờ mua tiếp một gói cuối cùng nha anh em. Ô, mấy em nữa mua thêm được gói nữa được kìa anh em. Hy vọng ra chữ N sớm anh em ha. Nãy là ra được một chữ rồi đấy. Còn bây giờ có ra hay không thì chúng ta sẽ cùng chờ xem. Khó nhằn thật đó nha anh em. Khó nhằn thật luôn á, em lẽ bây giờ phải tốn 180k nữa anh em. Trời ơi, gom góp nãy giờ thì cũng lên được 6.400 rồi anh em ơi. Thiếu tầm cỡ chừng 80 mấy rio nữa thôi. Chắc mua thêm một vài cái gói túi thẻ huyền bí này để mà mở thêm rio. Trời ơi, chưa bao giờ là khó khăn như vậy anh em. Hên xui biết đâu rồi nó cho thêm rio anh em ạ. Đây, trời ơi, 150 luôn nè. Rồi, mở nhét cuối cùng nha anh em. Bây giờ nạp thì nó phí quá. Còn đúng một chữ nữa thôi anh em ơi. Hy vọng nó ra một chữ luôn nha. Nhảy lần hai chữ luôn đi cho nó tức chơi anh em. Rồi ok. Tiếp tục N. Ôi, xui thế nha. Mỗi ngày nó cho con chữ một à anh em ơi. Ây da. Thôi, để quyết định rồi anh em ơi. Game nó làm khó mình thì mình làm khó nó lại anh em ơi. Á cha, nếu mà ngày mai nó không mở thôi mà nạp bà nó gói đó luôn đi anh em. Nạp bà nó gói nó luôn đi cho rồi. Bây giờ hết Rio rồi, cạn kiệt rồi. Rồi, thì tổng cái số VND, tổng số tiền nạp thì ngày hôm qua bữa giờ anh em ơi, để mà lấy mấy cái chữ á thì nó rơi vào khoảng tầm gần 3 củ anh em ha. Tầm 2.8-2.9 gì đó. Bây giờ nạp là vừa đúng 3 củ nữa anh em, nhưng mà mở hoài nó lại không có ra chữ N nữa. Nên là thôi nạp một gói có chữ nha. Gói đây nè anh em, rương chữ đặc biệt nè. Đó, nạp một gói bên này để cho nó nhanh anh em ơi, chứ bây giờ xả Rio ra chả biết đường nào mà lần nữa ha. Rồi ok anh em, đợi mình tí nha anh em. Rồi ok anh em, đã cạn kiệt luôn cả cái số Rio rồi đấy anh em ơi. Cạn kiệt luôn rồi, và cũng như là cạn kiệt luôn cả Gosu luôn rồi. Rồi tổng kết lại ha, cỡ chừng 3 củ, nạp 3 củ và cũng như là xả tầm cỡ chừng hơn 1.800.000 Rio nha anh em, thiếu đúng một chữ ạ. Trời ơi, thôi mở phát này luôn, chắc cú rồi anh em ơi, chắc cú luôn đi. Rồi mở luôn nha anh em. Cái này mới tức nè, bây giờ mở 5 chữ ngẫu nhiên nó cho ra mà ra chữ N mới tức nè. Ôi không ra luôn nha, căng lắm nha anh em. Rồi chữ tiêu chọn đặc biệt ha. Trời ơi khoảnh khắc anh em ơi, khoảnh khắc coi chừng bấm lộn nha, bấm lộn là 380.000 đấy. Rồi khoảnh khắc anh em ơi, lấy được cái hình nệm về cho cái ạt mía của mình. Trời ơi, ok, ghép phát cuối cùng. Yeah, lấy được cái hình nệm nè anh em, 10 cái đá huyết nhâm thạch nè, 50 túi thẻ nghề, đó ngục sa thạch. Ui, 30.000 cái thẻ huyền bí luôn em. Cần thế nhờ, túi ấn chú rồi nè. À, đây anh em ơi, cuối cùng hình nệm nó cũng đã về với cái ạt của mình rồi. Ây da, chua lắm đó nha anh em. Mình là thuộc dạng xui đó, nhiều ông là mở hên lắm. Mà không biết là có đúng như là họ báo hay không nữa, nhiều ông mở hên lắm anh em. Rồi, nhận luôn nha. Hình nệm về. Đau lòng. Này nói chung là cũng hên, cũng mở được một chữ N đỡ 180.000 anh em. Nhưng mà cái chữ N tiếp theo thì lại mở không ra nãy giờ. Xả âm cũng không ra luôn anh em. Nên thôi, chơi cái pha chắc cú đi. Nó cho thêm 5 cái chữ ri á anh em. Nó cho thêm 5 cái chữ ri mà mở cũng không ra nữa nè anh em. Đó, nó chữ ngẫu nhiên nè, mở không ra tiếp anh em. Giống y chang như là nó biết mình cái số lượng của mình tới đâu rồi á, nên là nó làm khó anh em ơi. Nên thôi, làm vậy cho chắc cú đi. Rồi, rồi bây giờ có hình nệm anh em ơi, khui hàng thôi. Cái hình nệm này thì gắn cho ai hợp lý anh em nhờ. Để mình coi coi, build hình nệm lên trước nha anh em. Đây hình nệm đây. Wow, ok chưa, trời ơi. Cái hình nệm này nó sẽ có tóc, nó có nộ, nó có miệng trống chí mạng và cũng như là công máu nha anh em. Hình nệm này gắn cho con nào ở bên hệ chỉ huy đều ngon cả anh em ơi. Kể cả không phải hệ chỉ huy gắn cũng ngon nữa. Ok anh em, đợi mình tí nha, để mình build cái hình nệm này lên đó nha anh em. Quá ngon rồi. Ok, cuối cùng cũng build hình nệm lên rồi nha anh em. Thì cái số lượng máu rồi cái thứ anh em, tóc cao nha anh em, 125. Có 50 nộ nè, có 55% miễn chống nè, có chí mạng nè, có phần trăm công và phần trăm máu anh em ơi. Ủa cái này ngon ghê ta. Cái này gắn cho con hệ nào cũng ngon cả anh em. Nhưng mà bây giờ mà gắn cho cụ Hashirama Edo thì nó hơi phí anh em. Bởi vì sao? Bởi vì cụ thì không có cần thiết là phải bởi vì cụ hiện giờ đó anh em, sau này sẽ gắn cho cụ ok anh em. Nhưng mà cụ hiện giờ đang e thấp quá, gắn cho cụ thì nó hơi phí. Nên là chắc là mình sẽ chuyển qua con Na. Nhưng mà thằng Na này đang cầm cái đại kình đao ngon quá rồi. Tăng tốc công thôi, gắn cho cụ luôn đi nè.
cho cụ Edo. Cái này là sau này là gắn chết cho cụ Edo luôn á anh em. Cái này khá là ngon ha. À, nhưng mà mình nghĩ nếu mà với cái nộ rồi các thứ này á thì gắn cho cụ thêm cụ E1 anh em nhờ. Cụ E1 đang cầm cái lồng đèn. Cái lồng đèn này nó lại không có nộ được các thứ. À, để coi coi. Gắn cho cái Madara Susanoo đi anh em. Có công nè. Tóc miễn chống nè. À, giảm thương nữa nha anh em. Quan trọng nhất là cái giảm thương và có thêm trợ công trên này nữa anh em ơi. Trời ơi. Hầu như bây giờ meta đều là tướng chỉ huy hết anh em. Đây, kể cả là Senju Tobirama là cũng là chỉ huy nè. Na Cũ Vĩ cũng là chỉ huy nè. Hai cụ nhất là chỉ huy là hết anh em thấy không? Hết bốn con rồi. Chưa kể ông nào mà chơi thêm Jiraiya tiên nhân nữa là gắn thêm một cái chỉ huy nữa. Đó nên là bây giờ cái bảo vật chỉ huy thì nó hơi thống thốn anh em ha. Rồi ok. Trước mắt là như vậy đi anh em ơi. Cụ thì chơi cái này cũng ok nè. Thằng Na thì cầm cái đại kinh đa là đẹp rồi. À, bởi vì nó có 100 nộ đó anh em. Cũng ngon. Sau này anh em lấy cái này anh em gắn cho những cái con hệ khác cũng được. Bởi vì nó cũng sẽ có công, nó có nộ và nó có thêm cả tóc nữa. Gắn cho con nào cũng được hết anh em. Không nhất thiết anh em phải gắn cho đúng hệ. Nó đúng hệ thì lại càng tốt anh em. Nhưng mà cái meta của cụ Hashirama Edo với lại cụ nhất, hai cụ nhất á. Nói chung là cụ hai cụ Edo đó anh em. Hai cụ Hashirama đó thì nó khá là lâu đấy. Theo mình thấy là như vậy. Nên là thôi cứ chơi như vậy đi anh em ha. Rồi ok. Ổn áp rồi đấy. Rồi tuy gắn bảo vật xịn nhưng mà đánh đấm thì hên xui nha anh em. Bây giờ sẽ đi pem nhau thử coi. Chà, cụ Edo bây giờ đang chuẩn bị vào ở trong cái L1 ngẫu nhiên anh em ơi. Tuần này chưa có đâu nha anh em. Tuần này chưa có vào đâu. Nên là anh em cứ từ từ ha. Hiện giờ mình đang có 2.300 nè. Đợi qua tuần sau một cái thôi là mình xả cái đống này ra đó, để kiếm cụ Edo up lên E tiếp nha anh em. Chứ bây giờ là không có kiếm thêm được nữa rồi đấy. À, có nộ miễn chống chí mạng. Ồ, cái này cho thằng Na Cũ Vĩ cũng ngon anh em nhờ. Cái này cho Na Cũ Vĩ cũng ngon. Bởi vì có chí mạng rồi các thứ ấy. Công gắn cho Na Cũ Vĩ đi. À, cụ Edo thì đang E thấp quá, xài cái này thì nó hơi phí. Gắn cho cụ Edo cái đại kình đao đi nè. À, cùng chung một hệ với nhau mà. Miễn chống ngon. Cái này cũng có miễn chống hết anh em. Rồi ok, cái này cao, tính ra là cái này nó cao miễn chống hơn luôn anh em. Nếu mà không phải hệ chỉ huy á, anh em có thể gắn cho hệ khác luôn cũng được. Bởi vì nó có tóc, nó có nộ anh em. Nó có miễn chống và chí mạng. À, nếu mà gắn cho chỉ huy thì lại tăng thêm công với lại phần trăm máu anh em. Máu quỷ na để lên 27 triệu. Rồi ok nha. À, chắc đẩy hết cho na cái tóc luôn đi anh em ơi. Ồ, tóc lên được một xíu anh em ơi. 3070. Rồi, nói chung là cũng tạm được rồi. Mình đang tính chơi cái meta tầm cỡ chừng 2-3 cái con ninja thôi. 2-3 con âm dương thôi anh em ơi. Tại bây giờ nếu mà... đầu Khánh Ly thì mạnh không ta? Hình như mình có quen một bạn Khánh Ly khác nữa anh em ơi. Có một bạn Khánh Ly mạnh lắm. Đang chơi 3 âm dương anh em. Trước mắt là 3 âm dương ha. Còn 4 âm dương là phải gỡ cụ nhị rồi ra gắn Shizune. À, ngày hôm qua mình có con Shizune mà anh em. Hôm qua mình kiếm một con Shizune để lên E1 á, mà rõ ràng là có một copy ở trong cái túi. Nhưng mà anh em mình lướt hoài lại không thấy anh em, dạng như mở chữ N ra rồi đó. Mở chữ N không có ra nhiều quá anh em, nó quán cái con mắt đi. Nên là không có thấy con Shizune đó. Ngày hôm nay để bỏ Shizune vô thêm anh em, thay cụ nhị ra cũng được. Shizune thì nếu mà được thì gắn cho em nó cái mà em nó mới có E1 mà chơi gì anh em. Shizune mới E1 mà chơi gì. Coi lại nha, coi lại Shizune của mình nha anh em. À, đang có một copy ở trong này. Bây giờ lên E1 và nói chung là đánh đấm nó cũng tạm được thôi. Đây Shizune nè. Trời ơi, rõ ràng là có luôn á. Mà ngày hôm qua giờ mở hoài không thấy ta. Lướt hoài không thấy, chắc quán gà luôn rồi. Rồi cho em nó lên E1 ha. Shizune thì mình không có theo từ đầu nên là cứ lên túc tắc à anh em, không có lên nhiều. Ok, lên E1 rồi anh em ha. Cộng được một chút tóc. Đây, con này thì đẩy qua. Ui, con này chơi máu chứ nhờ. Con này chơi máu, 12% máu. Máu cũng được 15 triệu chứ bộ, nó em ít đâu. Đang chơi máu tóc nữa này. Cái đào xuân này thì không có thích hợp cho cái con này anh em nhờ, gỡ bỏ luôn đi. Kiếm cái Sima hay là cái gì mà có cái phần trăm máu gắn cho em nó thấy hợp lý hơn đó anh em. Rồi, gắn tạm cho em nó cái áo Akatsuki. Đây, gắn tạm áo Akatsuki lấy thêm tóc với lại 40% máu anh em ha. À, nói chung là anh em gắn lấy cái dòng đầu thôi. Biết là sẽ không có kích hoạt ở dưới được rồi. Nhưng mà cỡ này là cũng gọi là ok rồi anh em. Máu này mình cũng chưa nâng nhiều nè. Mới E1 nâng chi nhiều anh em.
Đó, bỏ vô team túc tắc với nhau thôi, đùi 19 triệu máu rồi nè anh em. À, con này mới M1 thôi. Trời ơi, bữa giờ nạp túc tắc mà nó dính được cái con Shizune á anh em, nên là lên được M1 thêm cũng được. Rồi, nếu mà chơi con Shizune thì chúng ta sẽ bỏ cù nhị ra thử nha anh em. Chơi 4 âm dương, trước mắt là 4 âm dương, có cả miễn chống được các thứ. Nếu như vậy thì có thể bỏ thêm một đứa ra chơi thằng sặc anh em, để mà căm đặng đối phương cũng được. Và thôi, để chơi thử cái team này thử coi đánh đấm có ổn hay không nha anh em. Chà, bên kia Shizune E2 luôn kìa anh em, ghê thật đó nha. Shizune anh em phải có tóc anh em ha, phải có thêm tóc một các thứ thì may ra nó mới gọi là nổ sớm được. Rồi anh em thấy không, gắn vô đội hình là để kích hoạt cái khiên thôi mà kích hoạt không nổi nữa kìa. Thầy già bị phản đam hẹo anh em, mới đầu bị phản đam hẹo đây, cụ Edo gắn cái đại kình đao. Bùm, trời ơi, bên kia cũng có cụ Edo nha anh em, may quá thằng na cụ bị của mình búp tới tận 4 cái bất tử anh em. Trời ơi, ngon. Tính ra con Conan đồ các thứ nó stuck với nhau anh em, Conan với lại thằng na nó stuck với nhau cũng ok, nó búp bất tử cho nhau cũng được anh em. Trời ơi, bên kia Izuna nữa kìa. Ê, ông này ông nào mà mạnh dữ vậy ta, tuy đánh sau mình anh em khá là mạnh nha anh em. Bên kia không chơi Conan thôi, đội Conan mình bị chói toàn tập luôn kìa anh em. Làm sao mà đến nổi như vậy nha, may quá đừng có bị dồn đam nữa. Được rồi, thôi xong em nó rồi. Conan mà bị dồn đam cỡ chừng 2 lần là hẹo nha anh em, một lần á thì nó không hẹo mà tới lần thứ hai nó sẽ bị hẹo. Con Shizune này thay thế bởi con Izuna cũng được anh em, Izuna hay thằng sạc cũng ok. Sạc hình như là mình gỡ cái tiên thuật của nó ra rồi hay sao ấy. Trời ơi, Izuna nó nổ liên hồi luôn anh em, nổ liên tục luôn ấy. Con Shizune bên mình nó xui ở cái chỗ đó là mới vô là nó bị dính luôn cả cái quyền ấn anh em, rất khó chịu. Đúng rồi, Hidan còn sống là cụ Edo còn sống nha anh em. Hidan còn sống là cụ Edo còn sống. Hidan hẹo là cụ Edo hẹo theo nha. Trời ơi, thôi xong tôi rồi. Ây da, bắt đầu tới cụ Edo dính cái quyền ấn anh em. Được cái cụ Edo này có thể né quyền ấn được mấy cái tên anh em. Khi nào mà còn mỗi mình cụ ở trong team giống như thế này là hẹo nha. Rồi, rắc miền Tây này tính ra. Ủa, cụ Edo E5 luôn kìa. À không, cụ Edo mới level 260 anh em ơi. Ôi, tính ra mạnh chứ, ta đánh lại nha. Bữa giờ xem thường đối thủ. Team mình rõ ràng bị được dồn đam trước nhưng mà hẹo trước anh em. Không có cụ nhị á, dễ hẹo lắm. Bởi vậy anh em phải có con Shizune mạnh mạnh một tí thì may ra đây. Ví dụ như thằng Na nè, nó chọi nè, là team mình là có đứa hẹo liền. Đó, Shizune đâu có nộ được đâu anh em. Bây giờ thay cụ nhị vô nó khác liền. Shizune bên kia tính ra tóc cao, cái tóc nó cao thiệt đó chứ anh em nhờ. Trận này hẹo nữa nè, trời ơi, bỏ cụ nhị ra là một sai lầm anh em ơi, gắn cụ nhị vô lại thôi. Gắn cụ nhị vô lại thôi, không có chơi Shizune được rồi. Đầu tư cho cố vô. Đây, pha này thì chắc nịch rồi anh em ơi, được búp hồi sinh nhiều quá nè, chắc nịch luôn ấy. Conan bị dính cái quả nguyền ẩn nè. Đấy, kêu được thằng Na liền anh em, cho Na đi bụi liền. Tính ra là ở bên kia là con Shizune nó bị chói lại luôn á anh em, cho nó búp luôn á thì team mình nói chung là bây giờ còn hồi sinh á nên là đánh đấm ok lại được. Làm thêm trận nữa nha anh em, trận này con Shizune bên kia bị chói là coi như là câm lặng luôn ấy. Trận này là win khỏe rồi. Ủa, ông này tính ra ông bi quạt ok ghê chứ bộ anh em. Lại nha, để cho con Shizune kia nó búp khiên được đi, đừng có bị chói là ok. Nhưng mà Na chọi ngay cái tên đầu như thế này thì không biết Shizune bên kia chịu nổi không đây. Tính ra là tụi nó chơi tới tầng 5 âm dương là có hưởng được cái khiên giảm sát thương ở ngay cái tên đầu nha anh em, cũng khá ok. Né được những cái nộ của thằng Na củ vĩ anh em. Nhưng mà cái nộ của Conan này chịu nổi không? Không nổi rồi. Cụ Edo một đấm bên kia nữa nha anh em. Shizune bên kia đang búp được cái khiên nha. Trận này cho búp khiên luôn đấy. Rồi nè, chọi tiếp. Làm sao mà đỡ được anh em đâu, thấy không? Khác biệt liền.
Bởi vậy ông nào mà đang có cụ nhị thì đừng có nên bỏ nha. Cụ nhị thay thế được Shizune cho anh em tầm trung đấy, với lại anh em nông dân đấy. Rồi 6-2 luôn em. Này một phát này, bùm, ui. Tính ra con Kona này nó bèm trúng luôn cả con Hashirama Edo đang ở trạng thái né luôn á anh em. Đang ở trạng thái né là nó build, nó đánh trúng được luôn ấy. Kona bên kia level 290 ở E3 này, E3 Shizune tầm E1. Wow, nè tóc cao dễ. À bên kia nó chơi tiếp tận 4 âm dương lượng mà anh em lấy gì. 4 âm dương thì ở bên âm dương của chúng ta thì nó sẽ được hưởng thêm 200 tóc nha nè, 200 tóc. Trận này hơi căng đấy. Ủa na nó chọi liên hồ luôn kìa anh em. Bây giờ nếu mà bỏ cụ nhị ra gắn con khác vô thì nó tim nó hơi tù anh em. Thực sự là như vậy. Lẽ giờ bỏ Conan anh em. Bỏ Conan ra, bỏ thêm con âm dương vô nữa thì nó đánh ok hơn đấy. Nhưng mà con Conan là một cái thành phần dạng như là đam khá là to nè. Đam nó phụ thằng Na rất là nhiều. Bây giờ bỏ ra thì phí quá. Vẫn chưa bể được khiên đối thủ ta. Trận này hẹo nè. Anh em phải build làm sao cho công của thằng Na nó cao cao một tí. Nhưng mà thằng Na thì nó lại đi theo cái đường tóc mà anh em. Thằng Na này nó đi lại đi theo đường tóc. Công cao nhất thì nó sẽ rơi vào khoảng người của cụ nhị mới đau chứ. Cụ nhị này gắn cho cái lồng đèn đi để công nó cao nè anh em, 3 triệu công nè. Nhưng mà gắn lồng đèn thì lại tim thì nó lại bị ấy quá. Coi coi. 2536 thằng Na là 2116 để mình đẩy hết công qua thử coi. À, công cao hơn nè anh em, vậy để cho cụ nhị qua mát tóc luôn đi. Mà cụ nhị mát tóc thì cũng như không anh em. Cũng không có kêu được đối thủ nhiều. Đây, cái này bù lại được nè. À, có tóc cao nhưng mà được thêm công nữa nha anh em. Để anh em biết làm sao không? Để cho thằng Na nó được hưởng cái bảo kê của con Conan ấy. Nó được hưởng cái bất tử con Conan đó anh em. Để cho nó khó có thể bị hẹo đầu là ok nhất. Để coi mình coi thằng sạc của mình coi còn tiên thuật không. Hình như là mình gỡ tiên thuật của nó rồi. Bỏ thằng sạc vô đánh đấm cũng ok. Mà để mình nghiên cứu lại cái meta đã nha anh em. Để chị mấy ông này mà có Shizune được các thứ á. Rồi ổn rồi đấy, em thử nha. Na bây giờ là hưởng được luôn cả cái đánh mà không hẹo á anh em. Nhận được xét thương chí mạng mà không hẹo á là ok. Thấy không? Build thằng Na là công cao nhất anh em là ok rồi. Team mình là không có cần thằng Na phải nổ sớm đâu. Quan trọng là nổ phải đúng thời điểm và cũng như là đam to. Có sự bảo kê bởi con Shizune là ok rồi. Có sự bảo kê bởi con Conan là ok. Cái đó anh em nhìn vậy thôi chứ nó lợi lắm nha anh em. Bữa giờ mình tàn build cụ nhị. Ui. Conan bên kia nó cho cụ nhị mình chết bị hẹo luôn ngay cả cái pha cái tên đầu tiên luôn kìa anh em. Ấy da căng. Không thể như thế được. May quá Conan mình đang có cái bức tử. Cái bức tử của Conan hình như là nó có cái tia màu màu sáng sáng nó nổ lên em. Conan có bức tử nha. Nó có luôn cả Conan nó có hai hiệu ứng bức tử lận anh em. Đó, cái hiệu ứng bức tử khi mà kẻ địch hồi sinh thì phải nè. Rồi có luôn cả cái bức tử khi mà người của nó khi mà đánh xuống cái ngưỡng máu tử mà nó không hẹo đó anh em. Là nó có tận hai cái nhưng mà tại sao nó lại dễ chết như vậy nè. Khó hiểu. Đây, pha này một mình cụ Edo không gánh nổi rồi. Ấy da, thốn chưa. Căng quá anh em ơi, căng quá. Lại nha. Trời ơi, bị chói đi kìa. Na bên kia cũng bị chói luôn, Shizune được búp luôn. Ở bên kia không chơi cụ nhị anh em nhờ. Không chơi cụ nhị. Mình đang nghiên cứu bỏ cụ nhị ra để bỏ Shizune vô đây nè. Bên kia nó cũng chơi team 4 âm dương. Cụ nhị dạo gần đây bị con Conan nó câu tờ dễ hẹo quá.
Đó, nè có sự bảo kê là đánh ok liền kìa anh em. Ây da, đau. Ây da, Conan rồi, Na củ quỷ rồi, gãy hết rồi anh em ơi. Conan bên kia nổ thêm một phát nữa. May quá có quả hồi sinh. Nhưng mà khi mà hồi sinh thì nó bị giảm ít cả mớ đam luôn nha anh em. Giảm ít cả mớ những cái hiệu ứng có lợi luôn ấy. Tính ra con Siune bên kia tóc cũng cao anh em nhờ. Mấy cái con tóc cao bị chói hết rồi là nó là bá chủ nha anh em. Hồi tan tác. Bảo vật xịn thì sao anh em? Team mà không có đủ e với lại cái chất tướng đó là gãy hết. Bỏ đi ra ra vô. Bỏ đi ra ra vô anh em, phải có con tóc cao cao cơ. Bỏ thử nha anh em, bỏ thử nha. Sợ đi ra ra chịu không nổi thôi. Đi ra ra đây là con tướng công cao nhất team rồi anh em. Hưởng được cái bất tử liền. Nhưng mà thợ thằng Na nó chịu không nổi nè. Y chang. Lấy con Dedara này đánh bể khiên con Siune không biết nổi không. Choáng này ui. Choáng xịn nha anh em. Choáng xịn đấy. Conan hẹo rồi. Ui da. Dedara đang có cái bất tử của nó nha anh em. Bất tử của chính nó nha. Thân thể bất hoại gì đấy. Ủa, con Hidan của mình nó không hồi sinh lên được kìa anh em. Đó là cái giảm ít của con Conan đấy. Dành cho những ông nào chưa biết, con Conan này nó cũng có thể câu tờ luôn cả con đây là con Hidan nha anh em. Hidan nụy ứng á, câu tờ luôn nha. Ôi ôi, đánh cho cố vô rồi lăn đùng ra hẹo. Úi chà. Ôi mạnh quá, mạnh quá. Đó, thử hết tất cả các đội hình để cho anh em nắm bắt hiện giờ đang có những cái gì mà lấn cấn đó anh em. Để coi coi. Bỏ Siune vô nha anh em, để Siune đánh với lại Siune chơi đội hình y chang nhau luôn nha anh em. Đội hình hai bên là đều y chang nhau hết luôn ấy. Tính ra Siune bên kia là e cao hơn mình anh em, e cao hơn, tóc nó sẽ cao hơn. Na bên kia nó nổ trước kìa. Tóc cao quá. Nếu muốn được chơi game là phải giờ trời Na trời quả chất lượng quá ta. Nếu muốn được tụi thua nữa, nếu muốn được chơi game thì phải chơi tới tận 5 con âm dương anh em. Để đỡ xét thương, nếu 5 âm dương thì bỏ Hidan ra cho một con nào đó âm dương vô nữa anh em. Ví dụ như Jiraiya đi. Thử nha, cái này thử nha anh em. 5 âm dương có khiên anh em. À, thì sẽ đỡ được cái nộ đầu của thằng quỷ Na. Trời ơi, bị chói nữa chứ su cà Na. Quả nó đúng xu luôn anh em. Nhưng mà vẫn thua. Căng quá, căng quá. Đến lại nha, ông Red này dạo gần đây build cái đội hình ok ghê á. Hồi đợt là mình đè đầu luôn anh em. Nhưng mà dạo gần đây build đội hình ok ghê á. Rồi, cả hai Na đều bị chói nha anh em. Cả hai Na đều bị chói. Thằng cái con Siune của mình đã nộ được rồi. Bây giờ để cụ Edo ra tay. Ôi ôi ôi. Được anh em. Trời ơi anh em coi kìa. Đánh đó. Nó nếu mà con Siune mình được nổ anh em, team mình nó đánh đấm ok lại liền luôn ấy. Nó có cái khiên đỡ lúc đầu cũng ổn ghê luôn anh em. Khá là ổn. Siune bên kia hẹo rồi nên là khả năng cao là team bên kia đi theo luôn nha anh em. Đây. Bum. Wow. Conan đánh cháy quá anh em ơi. Thôi thôi xong rồi. Ủa, cụ Edo ở bên kia đang bị dính cái loạn anh em ơi. May quá. Đang bị dính loạn của con Conan nha. Team mà lại không có con Hidan nha anh em. Nên là đây là cái yếu điểm lớn nhất của team đấy. Na củ vị của mình nãy giờ nó không chơi game được luôn anh em. Đó, đâu phải là muốn chơi 5 âm dương là chơi đâu anh em. Khó lắm. Kèo này còn lại gãy nè. Đó, anh em thấy chưa. Rồi bây giờ chơi lại cái team chính thống của mình nha. Trời lát nữa chứ. Rồi chỉ có cái team này là chân ái thôi anh em ơi. Và lúc win lúc không nha. Chỉ có team này là chân ái thôi. Nam bên kia bị chói là ok. Ui ui, Nam bên kia tóc cao hơn ta. Đúng rồi, nó chơi tới tận 4 âm dương rồi mà anh em. Nên là tóc nó sẽ cao hơn. Nhưng mà chúng ta có cùng nhị anh em. Bên kia mình thấy là không có chơi cụ nhị, bỏ Siune vô mà đánh nó cũng ok ghê á.
Có đứa nào hẹo không? Không luôn. Ây da, hưởng được 3 triệu công đến từ vị trí của Na Củ Vĩ luôn á anh em. Hưởng được 3 triệu công luôn ấy. Tính ra thằng Na Củ Vĩ này nó phải nổ trước anh em ơi. Không nổ trước là mệt lắm. Nhưng mà nổ trước á thì lại không có hẹo được đối phương nhiều. Oh yeah, đau. Ây da, Conan bảo kêu cũng không được nhiều luôn á anh em. Ba này đấm là chất lượng là ngon nè. Bên kia giáp dày quá. Conan vẫn còn đang bất tử nha anh em. Đấy, càng chọi càng bị phản đam thôi. Lật xe. Ôi không lật rồi. Chọi nhiều quá. Thì Diamond chồi lên anh ơi. Đừng có nằm luôn nha. Đúng rồi, cả hai Hidan đều chồi lên luôn nha anh em. Đúng rồi, yeah. Đây, một nộ này là quyết định tất cả luôn này. Conan bên kia bị chói nữa anh em đó. Thay đổi một vài cái vị trí là chúng ta có cái kết quả ưng ý ngay anh em. Bởi vậy ông nào mà không có Shizune xịn là phải chơi Conan thôi. Bắt buộc phải chơi Conan thêm thôi. Trời ơi, phụ nhất bên kia đánh cháy vậy. Con Hidan này nãy giờ đã bị chói liên tục. Ôi cũng nhất bên kia trâu nha anh em. Khá là trâu bò đấy. Nhưng mà con trâu thì đánh lâu cũng chết thôi. Rồi ok. Đó có kết quả khác bọt liền anh em. Bỏ cụ nhị vô một cái mà đúng cái điều kiện là win liền à. Đấy nên là bây giờ là cái meta nó đảo chiều rất là ghê ha. Để mình nghiên cứu lại cái meta sâu sâu một tí. Rồi các anh em đó là video ngày hôm nay ha. Cũng cuối cùng cũng đã lấy được cái hình ảnh về team rồi. Thì đây là cái kết quả mà anh em đã xem live và cũng như là mấy ngày nay anh em ha. Rồi cũng như là viên mãn anh em ơi. Tết này có cái bảo vật xịn chơi đây. Rồi các anh em ngày mai có những gì mới hay ho thì mình sẽ quay video tiếp cho anh em xem. Em thấy hay hãy đồng like giỏi kênh nha. Cảm ơn nhiều nha.